Cụ Thị Trà hai lần bị Quỳnh Cun vuốt má đến đau điếng vì tội làm bé ba, học hỏi được nhiều điều từ đàn chị. Rất có duyên với chị Quỳnh, hai lần được hợp tác rồi. Cả hai lần thì em cũng đều nói với chị Quỳnh là chị ơi chị thật đi. Bởi vì em là một người mà kiểu khó lấy cảm xúc, bởi vì em là một diễn viên tay ngang. Đối với diễn viên trẻ bọn em, em đang hơi bị vội. Khi em ngồi ở mo em xem lại anh chị diễn thì em thấy à, hình như là hai anh chị này diễn rất chậm để cho lột tả được hết cái cảm xúc nhân vật. Bản thân em cảm thấy là rất có duyên với chị Quỳnh, hai lần được hợp tác rồi, hai lần hai chị em hợp tác với nhau mà cả hai lần không biết là cái sự hợp tác này gọi là hữu duyên hay là nghiệt duyên nữa, mà lần nào em cũng bị chị Quỳnh đó. Lần đầu thì mọi người cũng biết là trong Đừng Làm Mẹ Áo là cái cảnh đánh ghen ở trong khách sạn là chị Quỳnh phi vào cái đó. Tiếp đến lần này là lại cướp chồng chị Nguyệt nên là bị một cái nữa. Chắc là nghiệt duyên mất rồi. Lúc đấy thì em nghĩ là cả hai lần thì em cũng đều nói với chị Quỳnh là chị ơi chị thật đi. Bởi vì ví dụ như em là một người mà kiểu khó lấy cảm xúc, bởi vì em là một diễn viên tay ngang, em khó lấy cảm xúc. Thì nếu như mà chị đánh giả vờ hay này kia thì nhìn mặt em nó sẽ kiểu hơi bị giả. Thế là lần nào em cũng bảo là chị Quỳnh ơi chị cứ thật đi, em không sợ đau đâu, chị cứ thật đi. Nên là cái lúc đấy chị ấy thật thì chị ấy cũng là nhân vật rồi. Chị ví dụ như là lần trước thì là mẹ Hạnh, và lần này thì sẽ là chị Nguyệt. Nên là chị là nhân vật búp cái. Lúc đấy em cũng diễn thôi, em cũng không biết là lần nào nó đau hơn, nhưng mà em biết cả hai lần thì chị Quỳnh đã làm rất tốt luôn ấy. Chị ấy lột hết tả được cái cảm xúc của nhân vật và cũng kéo em theo cái cảm xúc của nhân vật của chị ấy luôn. Nói chung là rất ok, cảnh đấy rất là hay luôn ấy. Trong phim Chúng Ta Có 8 Năm Sau, đấy là cảnh mà em ấn tượng nhất. Thôi, lực của con gái thì làm sao mà xây sở mặt mày được, nhưng mà nó cũng đủ để làm cho em ôm má. Đủ để làm cho em ôm má. Ai khóc nỗi đau hay. Em và chị Quỳnh gặp nhau thì cũng là từ phim Đừng Làm Mẹ Cáu thôi. Nhưng mà nói chung là ngoài đời thì chị Quỳnh rất là dễ thương, nhẹ nhàng, tình cảm. Nên là nói chuyện với chị Quỳnh rất là dễ. Và chị cũng hay hỏi han nữa, nên là em cũng rất thích nói chuyện với chị Quỳnh. Rất ok ạ. Em học hỏi được nhiều chứ, học hỏi rất nhiều luôn ấy. Tại vì hai anh chị ấy là cũng là diễn viên rất là lâu năm rồi và rất là chuyên nghiệp rồi. Thì hai anh chị có những cái nét diễn, những cái cảm xúc mà đối với diễn viên trẻ bọn em, không phải diễn viên trẻ bọn em mà em nói là bản thân em trước đi, là em đang hơi bị vội. Tức là vội trong cái từng cách diễn này, hay là lời thoại, rồi làm cho bị kiểu líu từ này, hay là bị diễn nhanh quá, nó bị trôi tuột mất cảm xúc. Thì khi mà em ngồi, có khi em ngồi ở mo em xem lại anh chị diễn thì em thấy à, hình như là hai anh chị này diễn rất chậm để cho lột tả được hết cái cảm xúc nhân vật. Thì đôi khi là mình diễn mình sẽ không biết đâu, nhưng mà mình xem người khác diễn ấy thì mình sẽ học hỏi được rất nhiều cái. Thì em xem hai anh chị diễn với nhau thì em học hỏi được rất nhiều.